thực hiện chỉ thị số 10 CTTG ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung, hạn chế sản xuất sử dụng gạch đất sét nung. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có hướng dẫn chỉ đạo các địa phương trong tỉnh tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tháo dỡ, tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lò gạch thủ công trên địa bàn. Qua thời gian thực hiện đến nay, về cơ bản vấn đề nung đốt gạch ngói thủ công trên địa bàn đã được giải quyết. Tuy nhiên, tại một số địa phương, công tác này còn gặp nhiều khó khăn và tình trạng nung đốt gạch ngói thủ công vẫn còn tái diễn, gây bức xúc trong nhân dân. Mặc dù không thể phủ nhận vai trò của việc sản xuất gạch ngói thủ công là tận dụng nguồn nguyên liệu và lao động tại chỗ để tạo công ăn việc làm và thu nhập cho một số bộ phận nhân dân, đồng thời cung ứng một phần nhu cầu gạch ngói xây dựng cho thị trường. Song quá trình sản xuất này đã làm biến dạng đất sản xuất nông nghiệp, phá hủy hạ tầng giao thông và đặc biệt là gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của các hộ xung quanh khu vực nung đốt. Xuất phát từ thực tế này và thực hiện chủ trương của Chính phủ của tỉnh về xóa bỏ lò gạch thủ công, các cấp các ngành chức năng các địa phương trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền vận động, hỗ trợ nhân dân chuyển đổi nghề nghiệp để từng bước tháo dỡ lò gạch thủ công. Hiện tại toàn tỉnh đã tháo dỡ được trên 90% số lò gạch nung đốt thủ công, còn lại gần 100 lò vẫn đang hoạt động, tập trung chủ yếu tại một số xã thuộc khu vực thành phố Vĩnh Yên và huyện Lập Thạch. Hiện nay các địa phương đang tập trung các nguồn lực để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Riêng với tiêu chí số 17 về môi trường, những địa phương còn tình trạng nung đốt gạch ngói thủ công vẫn còn đang gặp nhiều khó khăn trong thực hiện tiêu chí này. Xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên là một trong những địa phương có số lượng lò gạch thủ công lớn nhất trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, địa phương mới tuyên truyền vận động người dân đã tự giác tháo dỡ được 112 trên tổng số 176 lò gạch thủ công. Xã Thanh Trù chúng tôi ấy, thì có cái tiêu chí 17 về tiêu chí về môi trường. Cái tiêu chí này thì các cái nội dung cũng tương đối coi vậy là đầy đủ rồi, nhưng riêng còn một cái rất khó khăn là trên địa bàn xã Thanh Trù của chúng tôi ấy, là còn có cái nghề gạch ngói thủ công đấy, mà thực hiện cái chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 12 2012 là phải giải tỏa xong. Xong địa phương Thanh Trù cũng rất nhiều, có đến 171 lò của coi như vậy là 140 hộ dân. Thế cho nên là chúng tôi đã tuyên truyền vận động cho đến 30 tháng 10 của chúng tôi là chỉ còn có 34 hộ. 40 hộ thì đã giảm còn 34 hộ bằng 67 lò. Đến nay là xã đã thành lập các cái tổ xuống dưới hộ gia đình vận động nhân dân và ngừng toàn bộ cái sản xuất gạch mộc và triển khai tháo dỡ các cái lò ngói để đảm bảo các cái tiêu chí, mà đặc biệt cái tiêu chí 17 môi trường này đảm bảo đúng theo cái tiêu chí của về đích của nông thôn mới đối với xã Thanh Trù. Có thể nói vai trò cung cấp vật liệu xây dựng và giải quyết việc làm của quá trình sản xuất gạch ngói thủ công là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, trước thực tế môi trường cuộc sống ngày càng suy thoái và ô nhiễm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và cuộc sống của người dân, thì việc xóa bỏ lò gạch thủ công là cần thiết để đảm bảo môi trường sống, sức khỏe và sự phát triển bền vững.